Hello, xin kính chào toàn thể quý vị đã trở lại với kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn trên YouTube. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2020, tức là vào ngày 19 âm lịch tháng Giêng, đầu xuân năm mới xuân Canh Tý 2020. Cửa hàng của chúng tôi rất vui và vinh dự khi được trở lại với quý vị trong cái video clip phiên bản ngắn trong ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên, cửa hàng của chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào và một lời chúc trân trọng nhất, và chúc cho toàn thể quý vị bước sang năm mới 2020 vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Và sau đây thì trong cái video clip này thì cửa hàng của chúng tôi xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị một bộ tranh tứ quý khảm cảnh tùng cúc trúc mai và được khảm ốc Singapore đỏ lửa vàng tranh, chất liệu bằng gỗ gụ, hàng siêu VIP của cửa hàng Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn. Thì cái bức tranh này thì kích thước là cao là 1m17 và nhân chiều ngang là 37 phân một bức. Và mỗi một bức này là một tấm ván khảm này là dày đủ đậu là 1/6. Thì bức tranh này thì đã được cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện kỹ, si sáp và đánh các ly bóng mờ trơ vân gỗ theo đúng đấy cổ truyền. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những cái bộ tứ quý khảm ốc Singapore hàng VIP đẳng cấp như thế này, mà nhân dịp đầu xuân mà chúng tôi vừa mới về xong, thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0985 230 888, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo đúng cái số điện thoại ở trên màn hình đây để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Hoặc quý vị có thể về tại cơ sở của chúng tôi qua cái địa chỉ ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những cái món đồ gỗ nội thất theo lối cổ truyền mà cửa hàng của chúng tôi bán ra. Và sau đây thì không phải để quý vị phải chờ lâu nữa, thì chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết nhất của cái bộ tranh tứ quý khảm ốc Singapore, chất liệu bằng gỗ gụ, hàng VIP như này. Xin mời quý vị. Và đây là một bộ tranh tứ quý mà chúng tôi vừa mới cho thợ nó hoàn thiện xong. Đó, thì hiện tại đang trưng bày tại cơ sở Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn. Thì quý vị có thể vui lòng nó bớt chút thời gian về trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi để có thể thưởng ngoạn cái bức siêu phẩm như này. Đây là bức tùng này, cúc, trúc, mai. Đó là nói tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Và trên mỗi một bức tranh này là nói về một bài thơ về một mùa. Và khung thì là khung được chặt đục trúc. Đó, trúc đơn rất đẹp luôn. Đó, thì đầu tiên thì tôi xin được quay đến cảnh tùng. Đó, cảnh tùng trước. Và đây là tôi xin quay một lượt. Đó, để cho quý vị có thể xem. Đây, trên này là bài thơ. Đó, chữ nét cắt rất là đẹp. Và ngoài thì đục trúc cực đẳng cấp luôn. Và đây quý vị có thể nhìn nguyên ốc. Dưới này là khảm con cò. Đó, con cò rất đẹp luôn. Cắt sen lộng, những bông hoa sen lộng, những bông hoa hồng. Quý vị thấy là ốc vàng chanh rất là đẹp luôn. Ốc vàng chanh đỏ lửa. Đó, tôi quay sát quý vị xem toàn ốc vàng chanh thôi. Đó, rất đẹp. Và đỉnh cao luôn. Trên này những con cò đây. Cây tung. Đó. Bước này. Những bộ tứ quý này thì chúng tôi cũng đã bán rất chi là nhiều rồi. Đó. Và đây là một trong những cái bộ bản đẳng cấp luôn. Chúng tôi vừa về được nhân dịp đầu xuân này, thì quý vị có thể nhanh tay được sở hữu. Đây là bức cúc. Đó. Hiện tại thì trời nó rất là âm u, cho nên là chúng tôi quay lên như này thì nó không để nào là thể hiện được hết màu ốc của nó được. Quý vị có thể vui lòng đến trực tiếp thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, những bông hoa sen lộng, những con chim trĩ đây. Đó, những cái lá ra rất đẹp, những con chim trĩ. Toàn ốc Singapore thôi. Từ những con châu chấu cắt ở trên. Treo ở nhà thì rất là sang trọng và sáng luôn. Tứ quý bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa hoa lửa, thịnh vượng may mắn. Đó, đây là cảnh trúc. Quý vị có thể thấy là ốc rất đẹp luôn. Đến xem thực tế thì nếu mà để mà treo lên tường, treo này vào trong nhà cho nó đẹp hơn rất chi là nhiều luôn. Từ những cái cây trúc đây, nguyên là ốc đẳng cấp luôn. Những con chim bậu trên cành trúc, người thợ của những nghệ nhân gốc nghề tạo tác ra bức tranh này. Và hàng nguyên bản, zin đến 95%. Đó, không bong chóc, nước khảm không bong chóc, gỗ lạt không cong vênh, mối mọt gì cả, vẫn còn nguyên zin lành lặn. Đây là cảnh mai, đây là bài thơ. Đó, những bông hoa mai, những cây hoa mai cắt ra rất là cằn cỗi như các cây hoa mai cổ luôn. Trên này những chú chim đang đậu ở trên. Những chú bướm đây đang bay. Nguyên ốc thì quá đẹp luôn. Đó, tôi quay rất là chi tiết, ốc toàn ốc Singapore, ốc vàng chanh thôi. Đó, toàn ốc vàng chanh rất đẹp luôn. Đi máy nhanh đâm ra nó sẽ bị mờ. Đó, quý vị hết sức là thông cảm. Và quý vị có thể nhìn lại một lần nữa cái bức tranh này. Thì quý vị nào mà có nhu cầu thực sự mà muốn sở hữu một trong những cái bộ tranh tứ quý chất liệu bằng gỗ vụ khảm ốc Singapore đẳng cấp như này, thì hãy
hãy nhanh tay liên hệ cho chúng tôi. Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh và chia sẻ và nhấn vào nút chuông thông báo để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và hơn nữa để cho cửa hàng của chúng tôi ngày càng phát triển hơn, để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất làm ra những món đồ siêu VIP và đỉnh cao để phục vụ được tất cả các quý vị và quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.